Những năm gần đây, quan điểm lấy người học làm trung tâm của hoạt động giáo dục đã trở thành quan điểm chủ đạo để tiến tới đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần phải có sự thay đổi rất lớn trong nhận thức của cả cấp quản lý ở cơ sở, lẫn người dạy và người học, nhất là đối với giáo viên. Không dễ gì các thầy cô quen ngay với việc phản biện và góp ý từ phía học trò. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến một trường đại học, nơi mà việc sinh viên tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên đã được thực hiện từ 10 năm nay, và điều này đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Đây là năm thứ 5 sinh viên lớp dược khóa 806, trường Đại học Đại Nam tham gia khảo sát đánh giá chất lượng giảng viên. Các em đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị bài giảng, phương pháp, nội dung giảng dạy, quản lý lớp của giảng viên. Em thấy là thầy cô sau khi em đánh giá thì thầy cô có thay đổi rất là nhiều và phù hợp với bọn em hơn, giảng dạy tốt hơn, có nghĩa là giảng dạy để cho bọn em dễ hiểu hơn ấy, thì bọn em tiếp thu tốt hơn. Việc khảo sát sẽ được thực hiện vào tuần thứ 2 của môn học và khi kết thúc môn học. Như vậy, với lần khảo sát đầu tiên, sau khi tiếp nhận ý kiến phản hồi, nhà trường có thể kịp thời trao đổi với giảng viên về các mong muốn của sinh viên. Với lần khảo sát sau khi kết thúc môn học, các ý kiến đóng góp sẽ được sử dụng để hoàn thiện hoạt động giảng dạy về lâu dài. Với một giảng viên có thâm niên công tác 50 năm, đây là hoạt động chưa từng có tiền lệ ở các trường mà tiến sĩ Nguyễn Thị Sinh đã từng tham gia giảng dạy. Trước đây thì người ta vẫn khen là rất ngoan, có nghĩa là rất nghe lời, nhưng bây giờ sinh viên có rất nhiều cái quan điểm. Và tôi nghĩ là cái chuyện đánh giá của sinh viên thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Ta sẽ rút ra những cái mà mình có thể chọn lọc trong đấy để mình sửa đổi, hoàn thiện. Qua đấy thì tôi có thể biết được là tôi nên làm gì để cho cái bài giảng của mình nó trở nên hấp dẫn hơn, để các em dễ tiếp thu cái bài học hơn. Các ý kiến đánh giá của sinh viên sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá giảng viên của trường Đại học Đại Nam, bên cạnh những đánh giá mang tính chuyên môn khác. Có thể là nhiều chuyên gia nhận định rằng họ chưa đủ cái năng lực chuyên môn để đánh giá về mặt kiến thức của giảng viên. Để khỏa lấp được cái việc đó thì chúng tôi có hoạt động đánh giá giảng viên của Hội đồng Khoa học nhà trường. Hội đồng Khoa học nhà trường định kỳ sẽ giữ giờ và đánh giá bài giảng của giảng viên mỗi kỳ. Kết quả đánh giá tổng thể sẽ tác động trực tiếp tới thu nhập, vị trí công việc của mỗi người. Điều này thúc đẩy sự nỗ lực hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn phong cách giảng dạy của giảng viên. Từ đó, nâng cao chất lượng chung của nhà trường. Mục tiêu cuối cùng là để đem đến kết quả đào tạo tốt nhất cho sinh viên.